Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương vừa thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Giá mới được áp dụng từ 15 giờ hôm nay ngày 1 tháng 11. Đáng chú ý, trong kỳ điều chỉnh mới thì giá xăng tiếp tục tăng sát mốc 24.000 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 250 đồng một lít lên 22.610 đồng một lít, xăng RON95 tăng 416 đồng một lít lên 23.930 đồng một lít. Như vậy, giá xăng đã có hai phiên tăng liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 549 đồng một lít xuống 21.940 đồng một lít, dầu hỏa giảm 448 đồng một lít còn 22.305 đồng một lít, dầu ma rút giảm 373 đồng một kg còn 16.240 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu.